Hello anh em nhá. Hôm nay thì đang đứng cảnh chuẩn bị đây. Anh em nhá. Chào anh em về kênh của mình. Hôm nay thì đón tiếp anh trai đây, một trong những vị khách hàng ở trên kênh của mình, và anh có gọi điện qua cho mình. Đấy, ok. Đấy, hôm nay thì qua thì mình sẽ thay cái tấm kính chắn gió cho anh ấy nhá các bạn này. Đấy, xe thì sắp sửa đến cái hạn đăng kiểm rồi. Nó rơi vào mùng 6, à đâu tháng 6. Thì chỉ còn tầm khoảng gần tháng nữa là đến thời kỳ đăng kiểm đấy các bạn. Mới kính như này thì các bạn bắt buộc phải thay nhá. Ngày xưa thì anh em thì đăng kiểm thoải mái, nhưng bây giờ là phải thay rồi. Đấy, vì trong quá trình thay ấy, thì nó sẽ có một số những cái anh em lưu ý, ví dụ như cái răng của các bạn nó còn mới nhá thì mình sẽ tận dụng. Nhưng mà răng của xe của anh thì đã rơi vào tầm hơn 15, vì đây là kính nguyên bản theo xe chưa về, bị vỡ một tí nào nhá. Bây giờ mới thay lần đầu tiên thì có những cái răng mà nó cứng đơ như này thì bắt buộc phải thay răng anh em nhá. Đây. Đây thì đây xong, ta đang cắt tất cái răng này ra luôn các bạn nhá. Để thay răng mới luôn các bạn này, đây các bạn này. Đấy, thay răng mới luôn này. Đấy, vì cái quá trình mà răng nó lâu ngày quá nó ải ấy, nó cứng đơ lại như này này thì sẽ không kéo được ra, thì bắt buộc thay răng mới. Đây, kính của anh là kính xịn nguyên bản theo xe anh em nhé. Đây, hàng chính hãng theo xe đây. Đấy, nó rơi vào đến bây giờ là 2024, bây giờ là 2023 rồi, nó rơi vào tầm 12 năm rồi các bạn ạ. Thế nên thành ra là cái răng này nó khô, bắt buộc thay răng mới anh em nhé. Đấy, đấy mình phải nói anh em thế, không nhiều khi là cái này thì thợ người ta tháo ra người ta tận dụng thôi, nhưng mình không ngờ gọi là vòi anh em mấy trăm nghìn cái răng này đâu các bạn nhé. Đây, đây, anh em phải lưu ý cho mình là thợ mà tháo được ra thì là cái tốt, mà không tháo được ra thì bắt buộc người ta phải cắt răng, mất rất nhiều thời gian. Đấy, mất thời gian hơn cả cái kiểu bóc răng. Đấy, giờ mình đang cắt cái này ra rồi này. Đó, các bạn thấy không? Đấy, đây gọi là răng nhé các bạn nhé. Mình cắt này ra xong đó là đút cái dây vào và họ cưa như mọi lần mình quay video cho mọi người xem thôi. Còn kính thì vẫn bảo hành cho anh trai qua thay nhá, đây các bạn nhé. Kính thì tí mình sẽ quay tấm kính nhà mình cho anh em xem, hàng chuẩn chỉ luôn, bảo hành cho anh em này không ố, không lóa, không nhòe. Đấy, bảo hành thoải mái luôn, trong vấn đề chạy anh em ố, lóa, nhòe mình đền anh em một gấp đôi luôn. Đấy anh em nhá, không ố, không lóa, không nhòe. Đấy, giờ ta sẽ phải cầm dao người ta cắt này. Đấy, các bạn thấy không, cắt này rất là đơn giản luôn. Đấy, các bạn nhìn lại này, đây. Đấy, các bạn thấy không, chuẩn luôn này, trên này chuẩn luôn này. Đó. Đó. Kính này thì hiện tại đang thay cho anh trai là 2,2 triệu anh em nhá. 2,2 triệu cả công lắp. Anh em nào mà lắp thì qua ủng hộ mình nhá. Còn bảo anh, em thoải mái luôn. Đây, xe của anh trai đây. Tí mình sẽ lên cái video này trên kênh của mình. Đấy, thì anh trai rất là kỳ tính luôn. Thường thường anh em thay kính chắn gió rất là kỳ tính. Mọi người hay hỏi mình là có bảo hành hay không, rồi là chất lượng kính ra sao, có bằng kính theo xe hay không, thì xin thưa các bạn là tất nhiên là mình phải nói thẳng với anh em một câu luôn là nó sẽ không bằng theo xe, nhưng chất lượng của nó đảm bảo với các bạn là không bao giờ có tình trạng nhè hơn theo xe các bạn. Vì các bạn, khi các bạn hiểu là khi cho một tấm kính vỡ theo xe rồi thì nó đã mất cái zin rồi, thì khi mình thay kính, thay thế vào là kính xịn nhất thị trường, có nghĩa là kính sản xuất ra thay thế cho Honda, anh em dùng thoải mái, không ố, không lóa, không nhè. Các bạn nhìn kính zin theo xe nhà thì kính của mình như thế đấy. Còn cái chất lượng thì đảm bảo các bạn là tuyệt đối là giống 100% kính theo xe đấy. Còn khi là vỡ kính theo xe rồi thì nó sẽ không còn nguyên bản được nữa, thì cái thông số này nó sẽ không giống các bạn ạ. Đây, chỉ cho xe các bạn ạ, từ bộ Vina phía trên đó các bạn thấy không. Ok cho anh em nhé, cuối cùng là thay cho anh trai xong anh em nhé. Đây, sau khi thay xong thì thợ sẽ bỏ kính này lại, định vị chiều mai anh em bóc ra là xong nhé. Đấy, toàn bộ kính xịn sò thì mình đã chỉ cho các bạn rồi. Đây, logo đây các bạn, logo này phía trên thì thứ mình đã chỉ hết cách, chia sẻ với các bạn qua cái cách mà phân biệt một tấm kính xịn và một tấm kính thường. Đấy, hiện tại tấm kính này là đang thay cho anh trai là 2,2 triệu, cộng với hôm nay thì anh phải thay cái răng này anh em nhé. Để thay cái răng này này, vì cái răng này của anh bị ải rồi. Hôm nay cái răng này nhà mình thay là 400.000. Răng kính chắn gió. Đấy, anh em ủng hộ mình nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ok cho anh. Ok rồi, anh chuyển khoản là anh đưa tiền mặt. Tiền mặt. Okay. Anh có lấy cái loa cánh bên là bao tiền? Loa chính anh, loa chính á. Ủa chết rồi, thì không biết em còn không đây, xem nào. Đấy, để vào gạt em cũng em còn không? Chú thì đấy. Ok, nhưng mà 2,5 triệu của anh nhạy quá. 1, 2, 2,5 triệu của anh. Đấy, tổng của này là 2,6 triệu của anh ý các bạn nhé. 2,6 triệu, kính 2,4 triệu, cộng với răng 400, 2,6 triệu của anh Trang. Bảo hành cho anh thoải mái luôn anh nhé, giống như video luôn, em bút nhà em bán anh đúng như thế luôn. Em xin, em cảm ơn anh nhiều. Loa thì em hẹn anh chuyển sau nhé. Loa là 600.000 một cái nhá, loa xịn chính hãng luôn. Quay bùng bên à? Ừ. Ok.
Chắc bác anh Dính đi chắc tầm khoảng mai bóc qua cho em nhé. Vâng, em cảm ơn hai anh nhiều, thank you anh. Anh em ủng hộ mình nhá, theo số điện thoại là 0978 23083 và 0978 23083 anh em vào đúng đây các bạn nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.